Chào quý vị và các bạn, nay ta lại đến một khu vườn của nhà người bạn chơi cây. Đấy. Một số tác phẩm xanh. Đây là cũng dáng văn nhân chứ nhờ. Vâng, dáng đây dáng văn nhân lại đây tác phẩm xanh Nam Điền này. Nam Điền, văn nhân. Đang ra lộc. Lộc non. Cho anh hỏi cái đối với cây xanh này thì một năm thì mình cắt tỉa bông mấy lần? Dạ vâng, như trung bình như cây này, cây hoàn thiện thì một năm em cắt tỉa cây một khoảng tầm 3 lần anh. 3 lần. Dạ vâng, 3 lần. Năm 3 lần. Là mình nhặt hết lá xong rồi cắt ra mà chứ? Dạ vâng ạ, mình cuối năm mình mới phải nhặt hết lá thôi, còn thường thường là em chỉ có tỉa thôi. Cắt. Cầm kéo cắt tỉa. Vâng. Cây này vẫn chuyển nhượng được chứ? Dạ vâng, cây này vẫn chuyển nhượng, cây này có giá trị tầm 30 triệu anh ạ. 30 triệu. Đây là một tác phẩm xanh Nam Điền đây. Xanh Nam Điền. Đây là dáng gì? Đây là dáng làng anh ạ. Dáng làng à? Vâng. Dáng làng mà mình thấy cái chữ gì kia mà. Đây là sử này là em ghi ông anh em ghi câu xin lỗi đời. À, xin lỗi đời à? Tên tác phẩm. Tên tác phẩm xin lỗi đời. Rồi. Chắc có đời có cái gì đấy nó tâm trạng này. Tâm trạng lắm nha. Đây ông anh em ghi chứ. Ông anh này rất hiểu em đây. Dạ vâng. Với đặt lại cái câu này xin lỗi đời đây. Sau có điều kiện thì ta đi khảm đục chữ vào đá luôn. Vâng. Đục chữ thư pháp ấy nhỉ. Vâng. Đẹp. Ông anh em hay tâm trạng lắm. À thế à. Công anh tầm trạng đấy. Còn đây là tác phẩm này là Tùng La Hán. Bạn nhân Tùng Nam đấy. Cây này đã chuyển nhượng với giá hơn 30 triệu rồi anh. À đã chuyển nhượng rồi. Vâng. Thế cây này chuyển chưa? Cây này chưa anh. Cây này thì hiện tại bây giờ có giá là trên 30 triệu rồi. Vâng. Tùng Thác Đổ. Còn đây là cái Tùng Văn Nhân là một trong những tác phẩm tùng em yêu quý nhất vườn nhà này. Cây này thì dự định là sang năm em mới thay chậu anh ạ. Vì hôm vừa rồi em mới xử lý đau rễ. À. Em đang muốn để dành ra sân đó, em thay chậu. Nó sẽ vào một cái chậu vuông. Vâng. Để nó thu chậu lại nữa. Vâng, cây này là một trong những cây em yêu quý nhất vườn đây. Cây này thì giá trị nó rất cao. Giá trị của cây này hiện tại thì em chưa thể nói được mà nó rất cao. Nó rất cao. Để khi nào giá nó cụ thể hơn chúng ta lại quay trở lại quay lại vườn. Tùng, cây này cũng là bạn nên tùng, tùng Bắc. À Tùng Bắc à, anh cho anh hỏi cái Tùng Bắc với Tùng Nam nó khác nhau chỗ nào? Nói chung là nói khác về da này, khác về lá này anh này. À, Tùng Nam thì điểm mạnh của Tùng Nam thì răm đẹp hơn. Răm đẹp hơn. Dày hơn hả? Dày hơn. Còn Tùng Bắc điểm mạnh của Tùng Bắc là có chịu sự khắc khổ hơn cho nên thân nó quái hơn, già hơn. Dạ vâng. À đấy. Cây này đúng. Thì có giá trị khoảng tầm 40 triệu anh ạ, hơn 40 triệu. Còn đây là một cây vạn niên tùng, cây này là Tùng Nam. Thân Tùng Nam. Được nuôi và cắt truyền như xanh luôn anh, cơ bắp lắm. Vâng. Cây này cũng tầm giá trị 40 triệu anh ạ. 40 triệu. Vâng. Bộ bệ. Vâng. Đẹp lắm, để mình quay kỹ cây này. Vâng. Anh em cùng ngắm. Cắt giật. Nhờ. Cắt giật kỹ lắm anh ạ. Giật cây kỹ. Côn lắm. Cây này cây phi lao thì cây này em đang luyện. Có vài cành bỏ em cây này thì... Hình như mình thấy nó đổ dài quá đúng không? Vâng, em cắt bớt đi mà. Cảnh ví dụ như cành này theo mình thì cũng ấy chuẩn cắt, giật vâng, đúng không? Em cắt sâu tận bên trong đây này. À. Đây, khả năng cắt sâu. Khả năng cho nó đổ vòng này. Đúng rồi. Lấy cành này. Dạ vâng. Lấy cành cắt lên đây. Dạ vâng. Khả năng cắt lên đây. Cắt lên đây. Đấy để cho nó đổ theo hình vâng. Tròn của chậu luôn. Nhìn nó gọn cây hơn đúng không? Vâng. Cây này cũng nhiều tuổi đấy nhờ. Vâng. Cây này thì giá thành rẻ. Cây này nó 2 triệu.
Thế thôi á? Vâng, cây này có vài triệu. Không mấy triệu? Cây này thì nó tầm 3 triệu anh ạ. Ồ, rẻ thế. Vâng. 3 triệu cây này. Gốc to. Gốc to. Thì là cái này có khó nuôi không? Khó trồng không? Cái này thì đá thuần thì vô tư anh. À. Hắn ưa nắng và gió. À, lại phải là phải có ánh nắng cho nó. Vâng, nếu như không có nắng thì không nuôi được. À, đấy. Vâng. Có nắng không có gió không nuôi được, mà có gió không có nắng cũng không nuôi được. Thế thì cái này mà để trên nóc nhà thì lại hợp. Hợp. Vâng. Đúng không? Vâng. Vừa có nắng vừa có gió. Đây là một số tác phẩm đang tạo tác. Gần như là cuối năm nay mới làm. À. Cái gần như tương đương thành phẩm tầm 80% rồi anh. Là à. Bạn nên tùng nam. Gốc đều to đấy. Thì có lại gốc này thì ví dụ như gốc này em giao lưu thì cũng giá cỡ phải tầm 22 triệu một cây. À, gốc tầm to. Gốc to anh. To. Trên 40, gần 50. Đây cũng gốc. Mình thấy bên trong rất nhiều bông trang đúng không? Dạ vâng, trang hồng. Trang đơn hồng. À, cũng đang nuôi để sau này cắt. Dạ vâng. Những cây cắt rồi. Cắt hết rồi anh ạ, cây này thì cứ ra sân là vào chậu là em chơi thôi. À. Vâng, giá thành cũng tầm trên 1 triệu một cây. À. Vâng. Đây chúng ta qua sang bên phía bên này. Đây có một tác phẩm dúi cũng chưa hoàn chỉnh đúng không? Cũng chưa hoàn chỉnh nhưng mà cuối năm sau thì cái ngọn phải xong, cái ngọn phải kết tầm đấy. À. Cái dúi này già lắm anh. Long, thân nó dẻo. Đẹp quá nhờ, lá nó lên. Vâng. Mình cũng vặt lá đi đấy chứ. Dạ vâng, vẫn vặt. Một năm làm mấy lần anh? Một năm làm khoảng 3-4 lần. À, vặt lá đi. Vâng. Đẹp quá nhờ cây dúi này. Đây là một trong những tác phẩm em cũng rất tân bắc này này. Nó ở với em lâu chưa? Nó ở với em tính ra nói bây giờ gần 3 năm nay rồi. Gần 3 năm. Bồ đề. Bồ đề này là dáng giống dáng tự nhiên anh ạ. Em nuôi chỉ một bông thôi. À, để vâng. Cho nó giống như dáng làng dáng đấy nhỉ. Vâng. Cây bồ đề. Đây là một tác phẩm xanh, vâng. xanh quê đúng không? Vâng, xanh quê, cây quê. Nhưng mà thân vàng thế nhỉ? Dạ vâng, thân già. Già. Già nhỉ? Vâng. Thân vàng. Bộ bệ là đẹp rồi đấy. Dạ vâng. Giờ thì tác phẩm này em nuôi được 2 năm nay rồi. Chắc ở khoảng quá trình còn khá lâu, 2 năm rưỡi nữa. À. Vâng. Mình thấy một số tác phẩm phía bên ngoài cổng vào ta đi ra đấy nhá. Dạ vâng, tác phẩm đấy là em đã giao lưu cho bạn rồi. Giao lưu rồi. Vâng, bạn mình em thích, đang còn phôi mà. Vâng. Đây là si đúng không? Đây là si tàu ạ. Si tàu à? Vâng. À. Tác phẩm tổ nhỉ? Si. Vâng. Cây này em đã bán. Còn hai cái phôi này là gần như là của nhà nhưng mà phôi này nó không có giá trị cao lắm anh. Ở những cái phôi này thì giá tầm triệu hơn triệu thôi. À, vâng. Triệu hơn 1 triệu thôi à? Vâng, vâng. Đây, còn cái phôi đây là phôi Nam Việt rồi. Phôi xanh Nam Việt này của em được hơn 2 năm nay rồi. Giá của cái phôi Nam Việt này là điền xịn đây. Nó cũng cỡ tầm 4 triệu. À. Vâng. Bệ biết là giá. Dạ. Vâng. Ý định cây này định làm nào? Cây này em làm theo kiểu là văn nhân anh. À, văn nhân. Vâng. Cành bay đây à? Vâng, cành bay đây và ngọn của nó đây này, ngọn nó em đang đưa lên làm ngọn này. Cành bay đây này, làm rót hơn thôi này. À. Già, cây này già. Cây già. Có lẽ xin cũng kết thúc video ở đây nhỉ. Chào Cường và cái gì các bạn trên YouTube xem thì có gì mà góp ý và muốn trao đổi giao lưu thì hãy liên hệ trực tiếp với lại
Anh Cường đây nhá. Facebook là Phạm Quốc Cường với Cường Mịn Mèn. À, trên Facebook đấy để chúng ta tiện giao lưu. À, chào các bạn nhé.